Ôi ngon vậy. Ôi quà này ngon ghê luôn á, có mặt luôn hả? À. Mình sẽ dùng thử nha mọi người. Ngon, ngọt. Thôi ăn không được đâu, nước không à mọi người. Giờ mình đi kiếm quà khác. Bi, con sao thì thao chú đổ mồ hôi chán nguyên học quay qua tiễn lễ đâu vừa mất tiêu chưa? Mà cái mẹ ăn dám nghiêng luôn. Mấy con chuột này ăn dữ quá. Xin chào mọi người. Chào mọi người. Trở lại với kênh vlog miền Tây của anh em tụi mình nha. Hôm nay anh em mình cùng nhau đi xuống đây là đống dừa. Làm dừa dầm đá. Thôi cùng nhau đi bước mình đi nè. Đi đống dừa. Cháu mình đang đập cái buồng dừa đầu tiên. Dạ không? Thấy có bộ non hay rồi. Chắc buồng này non quá. Trời ơi, nó nghèo. Ăn xả giống vậy, xuống nấu phụ đi. Chưa không chưa? Em đang xuống đây. Chị của mình sẽ đi đốn. Hôm nay là cái chân mình đứt, mình không được lội, mình buồn quá. Chân của ba em là phòng là bị đau không nha mọi người. Nó đã chân bợn. Buồng thứ hai không biết như thế nào đây. Anh thấy chắc non quá. Cái màu đẹp quá. Sao? Ôi ôi, được. Buồn này ngon nè. Thử đi. Thôi cho Vĩnh chị miếng đi. Chị đâu rồi? Vĩnh chị. Trời. Cái buồn bự như vậy. Cái này nó bị già rồi, nó nhỏ mà nó già ghê nè, luôn á. Trời ơi ngon vậy. Ôi quà này ngon ghê luôn á, có mặt luôn hả? À. Mình sẽ dùng thử nha mọi người. Ngon, ngọt. Bây giờ mình sẽ thử cái quà này nha mọi người, nó rất là to luôn á, mình thử coi nó như thế nào. Vô. Rồi. Rồi, ngon rồi mọi người ơi. Thôi ăn không được rồi, nước không à mọi người. Giờ mình đi kiếm quà khác. Sao vậy ăn không? Rồi, đi cho tay là số 1. Đâu? Ngon vậy. Đây, đây con ăn đi, con ăn đi. Ngọt không? Ngon. Buồn khá to. Thôi chặt lên đi, đừng cho vớt đất nha. Vớt đất lắm, đất dơ lắm. Chặt xuống đây này cũng được. Em gái mình bữa nay lăn xả luôn. Lặn lội đúng dừa. Được rồi, không có non. Rồi, trẻ lên trái coi coi. Ôi, ngon. À. Chỉ là được một quà à. Chặt ra đem sách phụ cho. Sao buồn này được không? Này chắc không được. Anh thấy chắc già quá. À, cháu mình được buồn nữa mọi người ơi. Ôi, buồn bự quá. Tổng cộng là mình được 4 buồn rồi. Đập không đủ lực. Quà này được nè. Được không? Ngon ngon. Ngon rồi. Ủa có mặt ngon luôn. Cái này nó bự quá. Em đập nó không ra, em phải dùng cái lưỡi dao này em chẻ cho nó ra mới được. Giờ sẽ chặt nó ra luôn. Rồi, để đó đi anh xách cho. Cô Ngân mới được rồi nha. Trời ơi, cô Ngân. Không nhận ra nhân viên mới cái thấy sáng liền liền ra. Sáng liền không? Nhìn chút chắc chắn quá trời. Trời đất ơi luôn á. Cô mới nói phụ hả? Mọi người có ai mà thích á gì đó mà cứ nhắn tin bình luận là chọn từng người nha mọi người. Trời, 1 2 3 1 2 3 đó. Diễm này là quen mặt với mọi người quá rồi. Bự quá trời luôn.
Bi, con sáu thì thao chú đổ mồ hôi chán nguyên học quay qua tiễn lễ đâu vừa mất tiêu chưa? Mà cái mẹ em dám nghiêng luôn. Mấy con chuột ngang dữ quá. Con mới mọi người ơi, kiềm chế không được. Chuột này nhiêu ký chú Tâm? Trời, tụi em có làm gì đâu. Không làm gì hết trơn luôn. Thêm con nữa, nghe rộng rộng luôn. Kêu ăn chuột da trẻ. Ngon không phải là cũng nổi. Tám ngọn. Thôi. Lệ miếng này hơi khó quá, chắc vô miệng quá. Miếng này hơi khó. Trời ơi. Cái này nó hơi già mọi người, nên lệ nó hơi khó. Đâu mà có trái này đặt lòi nè. Bây giờ hai cháu mình trẻ quá trời mà vừa không có bao nhiêu đâu. Trời ơi, một thao, thao đi đầu này kỳ đó. Không có bao nhiêu. Thao hồi nãy là tính là đầy hai thao rồi đó. Để coi mình đó, hỏi Thi coi ai lễ vừa đẹp nhất là chưa không? Coi nào. Đó, trẻ vừa thấy không? Nó nhẹ nhàng gì nó như tóc. Bữa nay là cái chân mình bị đau mà mình ngồi không có được. Nên có vấn đề là mình thấy ngồi là phải chân thẳng gì nè. Thôi. Phải thông cảm cho mình chứ. Không phải vậy chứ. Tâm, đố mày cái này là cái gì? Hả? Cái này là cái gì? Là để cái mà một cái nụ này nó ương mầm ra. Nó nở cái trái dừa rồi nó lên cái cây á, hiểu không? Vậy hả? Hiểu chưa? Xém hiểu luôn á. Còn đâu không? Ồ, cô với Mộc khôn à, hay giỏi. À, dừa mọi người. Trên cái đầu này nè, mình có một miếng phổi á. Cái này Tâm nó giải thích là để học ra cái khác. Nhưng mà thật chất là cái này là cái phổi của dừa nha. Nếu mà cái này nó không mọc cho cái khác sao được? Phải làm từ cái cây dừa nó lên nó mới bắn lên không? Bắn lên hả? Dạ mọc cho dừa con. Dừa con phải không? Sau này nó lớn lên nó mới có trái dừa gì mình ăn. À, Lâm thì giải thích anh Lâm. Lâm lớn nhất là Lâm giải thích nè. Cái đó là cái đọt dừa. Là có cái đó là cây dừa nó mới có dễ. À vậy hả? Diễn con. Rồi sao xa hơn nữa. Anh Lâm đưa em miếng này em giải thích lại cho. Mọi người sao á, cái hồi nãy anh Trúc nói là cái gì? Phổi dừa. Thật sự là không phải là phổi dừa. Để Diệm giải thích lại cho nghe nè. Nè Trúc, thấy không? Tập trung rồi, tập trung cho Diệm giải thích nè coi. Màu trắng nè. Nè úp lại cái dừa nó này rồi sao? Thấy không? Thay. Giờ sao? Là ở trong đây nó có cái mầm non rồi nó sẽ đi lên đúng không? Mọc lên thành trái dừa. Mọc ra thành trái dừa. Rồi Ngân giải thích cho. Còn một mình đã Ngân nha. Đâu Ngân giải thích rồi. Nè nó mọc ra trái dừa chứ gì nữa. Cái này là cái gì? Em không biết đây là trái dừa. Chứ đã em không biết đây là trái dừa nữa. Ủa này là trái dừa chứ trái gì nữa không? Bây giờ nhờ cả nhà làm chứng thử xem là cái này là cái gì nha mọi người. Thử xem ai giải thích đúng nhất nha. Mọi người comment bên dưới nha. Còn Bi nữa. Là trái dừa. Đâu để em Bi tập trung suy nghĩ. Ủa, Vi đang suy nghĩ. Cái này nè, nó mọc ra một cái tàu lá nhỏ nhỏ. Nó mới lên viên tàu lá. Là có quả dừa rồi. Ủa, hình như cái môn này có trong sinh học không ta sao? Ai mọi người mọi ý ha. Anh Phong vô vừa vô cái có khác liền hen. Khác liền không? Khác liền luôn hen. Ông Phong. Ừ. Anh giải giúp cho mấy em cái gì mà anh chắc nó cái phổi dừa đi ông Phong. Phổi dừa hả? Nãy thì thấy nhiều người giải thích quá mà anh thấy có một cái lời giải thích khác. Sao không? Không? Cái đây thay để anh chặt cái đi. Mầm dừa. Rồi. Ơ cái này chưa có. Mượn này coi. À này có nè. Ở phía trên của cái cơm dừa mọi người có cái mọng. Cái mọng này sau này nó sẽ mọc lên cái chồi, sau đó sẽ thành một cái mầm dừa mới. Còn hồi nãy em giải thích có lấy, cái, có lấy. Cái phổi. Cái gì không vậy, tức là gì? Cái lá dừa. Bi là cái lá tàu lá dừa. Cái đọt dừa. Cái đọt dừa. Ủa vậy không hại, ý của em cũng hơi giống mà. Giống mà rồi. Giống như mà anh thấy chưa có chuẩn lắm. Tại vì chưa có chưa. Đây là cái mọng dừa. Mọng dừa sau này nó sẽ đâm lên cái chồi rồi sau đó nó sẽ thành một cái mụn dừa mới nữa. Sau đó nó có mụn dừa mới không? À sau đó nó sẽ có mụn dừa mới. Nó có mụn dừa mới nó sẽ lên. Em không ra ra tay kìa thấy chưa? Em không nhảy vô là có khác liền luôn á. Sau một thời gian mình làm caramel thì thấy tốc độ trẻ dừa chậm quá.
trẻ vô mình trẻ luôn. Anh mình tay dài chân dài có lợi thế lắm nha. Có tay dài chân dài có lợi thế chạy vừa hả? Đúng rồi. Cái giống chân đang là vừa, trên đó cao quá thì chồm tới, còn bên đây thì chân dài quá thì chồm qua bên đây. Cái gì cũng ok cho anh Phong trước á. Bây giờ mình trẻ nè, xong mình ăn vừa. Cái nước lớn là mình đi tắm xong đi. Tắm xong luôn hả? Ừ. Anh em mình vừa trẻ vừa xong bên đây. Giờ thì mình trở lại cái chòi quen thuộc để mình ăn. Mình cũng vừa lấy một ít đường với đá chén xuống đây. Mình múc ra thôi. Múc ra đi mấy em gái. Để em múc cho. Chút muỗng à, đi. Ở đây mình có thử thách luôn không? Ừ. Ai mà nói chuyện ăn uống cười cái bắt ra sụp dầu 5 cái. Thôi mình lên 10 cái đi. 10 cái. Đâu. Nói chuyện vui vẻ phải cười cho người ta cười. Đúng chứ. Rồi, mà cười hoài mà thế mình ngồi. Cái ngồi cười hoài mà không nói gì hả? Thôi cười hoài gọi là lố á. Trời, nghĩ là nói ai đây? Ý là ai đây nè? Chứ em là đúng em từ sáng giờ em thuộc cả 20 cái rồi đó nha. Rồi giống nói một chút quá à. Để mình nãy tổng cộng là bao nhiêu buồn đó? 5 buồn đúng không? 5 buồn dừa. 5 buồn dừa. 5 buồn dừa thì mình trẻ ra được đầy hơn một thau này. Vừa hôm nay thì không có già quá cũng không có non quá, vừa ăn có mật nhiều lắm. Dạ em sẽ cho đường vô nha. Mấy anh muốn ăn ngọt hay là ăn vừa? Mình cứ cho vừa đi. Trời ơi, một ít một lát nữa ai mà thích ăn ngọt á thì bỏ đường thêm. Bỏ đường thêm. Cho caramel một chén nữa. Dạ. Múc 6 chén đi. Chung giờ chưa nắng mà ăn vừa này cũng là mát, nó giải nhiệt nữa. Anh thích nhất ăn vừa xong rồi cái húp cái nước á. Ngọt mà nó thơm nữa. Hai muỗng ngọt á. Không bỏ đá vô. Tại vì em để muỗng nhiều mà. Thôi. Bỏ đá vô chắc nó lạc ngọt lạc thôi chút. Con múc muỗng lạc thôi. Lạc hả? Lạc thôi hả? Nó lạc thôi mà nó bỏ chứ không bỏ lạc thôi. Lạc thôi. Với lại một phần á cả nhà. Một phần á là do dừa của mình nó đã ngọt rồi. Được rồi. Caramel nó có mật nhiều nữa. Lạc dừa hay là lạc quá mới được chứ. Đúng rồi, phải nói sao mới được chứ. Còn này gọi là được rồi. Chứ hai muỗng là ngọt lắm rồi. Nè nha. Cái muỗng nha. Rồi. Mình mấy anh với mấy chị thêm ngọt hay sao thì bỏ thêm nha. Giờ mình cho caramel cái chén. Ủa, này đi chứ. Em múc ra hết rồi mọi người ơi. Bây giờ em sẽ dầm đường ra trước hết rồi em sẽ cho đá vô nha. Mình phải dầm trộn đều nè cho nó lạnh. Mới ngon. Hồi nãy mình phải thấy ha. Phải trộn đường trước ha. Có chén của em. Vậy là em giúp cuộc là người không, là trộn trước rồi ta. Vậy ai là người bỏ đá vô nè? Không, trộn đường rồi bỏ đá vô. Vừa trộn đường với vừa trộn đá thời gian nó sẽ tan đá da nó đường cũng tan da nó lạnh lạnh ngọt ngọt ăn là nướng. Không, nhưng mà mình khi mình bỏ đường vô thì mình trộn với vừa nó sẽ đều hơn. Đều hơn. Hay mình bỏ đá vừa nó để ra nước nữa. Nó đâu có thấm vô vừa. Chén của em là em vừa bỏ đường vô à. Cho nó tan cho hết rồi, bây giờ em sẽ cho đá vậy, vô vậy là nó sẽ ngon. Vừa lạnh mà nó vừa đều nữa nha. Để mình thử coi. Bây giờ mỗi người có mỗi cách ăn đi, ai thích ăn cái nào thì ăn cái đó đi. Cho đá vô, em thích ăn lạnh lạnh á. Để cho nó tan ra rồi mình sẽ ăn nước, em thích ăn nước hơn. Đó, vừa mình mới trẻ xong á, mình ăn luôn đó, nó ngọt lắm. Rất là ngọt. Vừa thì nó... Đá bỏ vô thấy cứng dai dai. Cứng dừa giờ là dai giòn lại. Dừa nó là da sực sực ăn đã nè. Dừa da giòn giòn đã lắm cả nhà ơi. Ăn này giải nhiệt luôn á. Nó thơm lắm. Mà cả nhà miếng nước nha. Ngon quá. Nó nước tan nước da nó đã ghê luôn á. Ngon lắm. Không, ra che, em thoát được cái chiêu bất giới à? Không. Hả? Em thoát được chiêu bất giới à? Hôm nay anh nãy thấy em rồi. Dậy ăn mà. Ủa, tới tâm đó hả? Chưa nói chiêu bất giới xong mọi người ơi. Ơi. Bỏ chứ. Chăn lo chăn thủ để không bị chiêu bất giới nữa hả? Video của anh em mình ở đây cũng kết thúc rồi. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Mọi người ấn một đăng ký để ủng hộ anh em mình nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà.